Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành nhà máy nước Hòa Liên. Dự buổi lễ có ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành và quận huyện thành phố Đà Nẵng. Dự án nhà máy nước Hòa Liên có công suất 120.000 m khối một ngày đêm, giai đoạn 1, được xây dựng với mục tiêu cung cấp bổ sung nguồn nước sạch của thành phố Đà Nẵng, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước sạch lâu dài cho nhân dân và phát triển mở rộng thành phố. Dự án triển khai từ tháng 3 năm 2020 có mức đầu tư hơn 1.170 tỷ đồng, bao gồm 4 hạng mục chính, đập tràn tại thôn Nam Mỹ sau Hòa Bắc, trạm bơm nước thô, tuyến ống dẫn nước thô và nhà máy xử lý nước. Nhà máy được đầu tư với hầu hết vật tư thiết bị nhập khẩu từ các nước EU và G7, đảm bảo chất lượng và hoạt động tốt, đảm bảo đạt công suất theo đúng thiết kế. Theo quy hoạch cấp nước thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thì nhu cầu dùng nước sạch ngày lớn nhất của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 là hơn 800.000 m3 một ngày. Do vậy, việc đầu tư xây dựng nhà máy nước hỏa liên là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu dùng nước của thành phố, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước cho thành phố. Dịp này, 10 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành công trình nhà máy nước Hòa Liên được trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.